mình tên là Vinh và sau đây mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm hai lựa chọn khác về máy khoan pin của hãng Inco dòng 20V. Đây là dòng đời mới với những cái tính năng mới và pin mới, có thể sử dụng cho nhiều cái body khác nhau. Thì rất là nhiều anh em thích sử dụng cái này, tại vì anh em có thể bù thêm một số tiền không quá nhiều nhưng mà anh em được sở hữu một cái máy ngon hơn. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em hai dòng, đó là CDLI20021 và CDLI20022. Hai cái máy này nó chỉ khác nhau là con 20021 thì nó có một pin, còn có 2022 thì nó có hai pin kèm theo phụ kiện. Mức giá của con CDLI20021 là 1.280.000, còn con CDLI2002 đó là 1.800.000. Thì hai cái máy này ở trên nhau khoảng 520.000. Thì 520.000 đó là cái cục pin. Một cục pin của hãng Inco mà dòng 20V đó, thì giá nó tầm khoảng 20V 20A thì nó tầm khoảng 500.000. Và anh em trên nhà có 20.000 là anh em được cái túi bự hơn và những phụ kiện đó. Thì nó lời rồi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Cái dòng này nó không có búa, nhưng mà nếu mà anh em sử dụng khoan tường thì cũng không phải là vấn đề khi mà anh em có sử dụng mũi khoan của hãng Unica. Đây, thì cái bộ một pin á thì nó sẽ không có túi đựng, nó chỉ có máy pin sạc, và sạc này là sạc nhanh, dòng này là quick charge. Cục sạc này là sạc 220V, 120V, 110V đến 220V, và output của nó là 2A, đó, nó sạc chỉ trong vòng 1 tiếng đối với cục pin 2A và 2 tiếng đối với cục pin 4A. Con này tốc độ tối đa của nó là 1.500 vòng tinh phút, hai cấp tốc độ từ 0 đến 400 vòng và từ 0 đến 1.500 vòng tinh phút. Thì hai cái máy này y chang nhau nên là mình sẽ lấy một cái máy ra mình xem thôi. Phụ kiện đi kèm của cái máy một pin thì nó chỉ có một cái móc treo để chúng ta thể treo lên thôi. Còn cái máy này thì nó sẽ có cái gì ở trong đây? Cái bộ C002 á, 022 thì nó sẽ có được hai cục pin ha. Đây hai cục pin. Nó nhiều đồ hơn nhiều á, anh em mua này lời hơn nè. Một cục sạc nhanh. Một cái túi, một cái túi. Túi Inco anh em đựng đồ. Và thêm một cái chi tiết nữa đó là những cái hộp, những cái mũi vít, mũi khoan, vít ở trong này khá là nhiều. Đó là nếu mà mua bộ này thì tính ra lời. Lời là tại vì anh em mua được bù thêm một ít tiền. Mà đáng lẽ là cái tiền đó anh em mua một cục pin thêm nữa, nhưng mà anh em được lời thêm một cái túi và những cái phụ kiện đi kèm. Đó đó là cái lời của chúng ta khi chúng ta mua cái bộ này nha. Đây, bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ khoan thử ha. Cái máy này thì lực kéo của nó khá là mạnh nha anh em. Con này lực kéo của nó tới khoảng hình như là 45 Nm lực. Ghê không? Một cái máy lực kéo tới 45 Nm cho cái máy này. 45 Nm. Ngon lành. Với cái máy là 45 Nm này thì anh em khoan những cái mũi khoan của mình ở đây trên cái gỗ này thì rất là nhẹ nhàng rồi. 24 Nm là nó đã khoan được rồi, đừng nói tới 45 Nm. Khi anh em dùng máy khoan này, khoan cái mũi này thì anh em sẽ khoan gần như không bị trễ luôn, không bị đứng máy. Quá đã ha. 45 Nm luôn mà. Đó, ngon lành chưa? Rồi ok, ngon lành. Bây giờ mình sẽ bắt chích cho anh em xem. Đó, ok chưa? Anh em xài gia đình là anh em xài ngon lành. Cái máy này á thì rất là phù hợp cho anh em xài là thợ thầy đi công trình. Anh em có thể sử dụng để khoan bắt vít khoan gỗ như thế này, hoặc là anh em dùng để bắt vít tôn. Có máy này thì bắt vít tôn là ok luôn, anh em yên tâm. Với 45 Nm và 1.500 vòng trên phút, cục pin 2A như thế này là anh em bắt được. Thì nếu anh em muốn bắn nhiều anh em mua cái máy 2 pin là con 2002 đó. Còn nếu mà anh em sử dụng ít thì một pin là 2021 á, thì nó sẽ ít hơn một cục pin, giá rẻ hơn. Thì mình nhắc lại là con CDLI20021 thì giá của nó là 1.280.000, còn con CDLI2002 á thì giá của nó là 1.800.000. Thì mức giá này là mức giá hiện tại đang khuyến mãi trong tháng 5
Và nếu anh em mua bây giờ thì anh em có chương trình khuyến mãi này. Còn nếu anh em mua ngoài tháng 5 thì không có chương trình khuyến mãi nữa nha. 1.8 triệu thì mình nghĩ nó cũng không có quá mắc đâu anh em. Với cái máy 20V, 18V, 20V như thế này, pin 23 mà có nhiều đồ như thế này và lực kéo cũng tốt, hàng này xài cũng được chứ không phải là hàng dởm. Máy bảo hành 6 tháng, pin sạc 3 tháng nên anh em yên tâm mà xài. Rất là nhiều anh em đã xài máy pin của hãng Inco và Total rồi, nên là chúng ta yên tâm xài. Không phải là mình là người đầu tiên nên là mình không có sợ. Tùy nhu cầu của mình cỡ nào và mình xác định mình xài cho nó phù hợp thôi. Rồi, cảm ơn em đã xem video này, và nếu anh em muốn mua những sản phẩm này thì có thể vào website storelamot.vn hoặc đến địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc, thông tin anh em xem bên dưới giùm đầy đủ luôn. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình. Đây, đăng ký kênh YouTube ngay bây giờ, ngay chỗ này, để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn em, chúc anh em sức khỏe. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.